Hai, anh chào mọi người nha. Thì mọi người ơi, tối hôm nay thì trời mới vừa mưa xong mọi người. Cái trời cũng 9 giờ mấy cả 10 giờ đi mà mọi người. Thì ở dưới quê của An á, thì thường mình mới vừa hết mưa mọi người. Rồi sẽ có cua hoặc cá hay là ếch rồi mọi người. Thì nó lên theo cái nước mát ở trên mưa mà chảy xuống mọi người. Thì giờ tối nay thì An sẽ đi bắt những cái con nào mà nó bò hoặc là đi theo những cái dòng nước đó mọi người. Thì An sẽ bắt về. Rồi ngày mai có những con gì đó, ngày mai mình sẽ làm cái món gì đó mình sẽ dụ theo mọi người. Thì mời tất cả mọi người cùng đi với An nha. Mọi người ơi, thì An cũng mới vừa tới cái đường nước của anh của An nè. Bây giờ mình sẽ đi dọc theo cái đường nước này nè mọi người. Rồi mình sẽ bắt những cái con cua và con cá gì nó sẽ đi theo ngược dòng nước đó mọi người. Đây, trên cái tác ruộng sẽ có nước chảy vậy nè mọi người. Rồi mình sẽ đi theo đây mình bắt cua hay bắt cá ha, mọi người ơi. Thì mời mọi người cùng đi với An nha. Ý, có con ếch, ếch nó nhảy. Nhảy xuống đâu mất tiêu rồi. Mọi người có thấy rõ cái dòng nước đang chảy không mọi người? Cái cam điện thoại á, là về đêm này nói chung là nó cũng không được gõ bằng cái camera nha mọi người. Thì mọi người cũng thông cảm giúp An nha. Để về đêm này mình đi bắt thử đêm nay coi xem thế nào. Tại cũng lâu lắm rồi An mới đi bắt như thế này. Mà soi nãy giờ không thấy gì trơn mọi người ơi. Mới giờ thấy một con ếch vừa nhảy cái thì xong mất tiêu rồi. Bây giờ An sẽ gắng cố gắng để đi tìm theo mọi người. Do ông anh á, là ông chủ đất ruộng này nè, ổng mới vừa cắt cỏ theo cái bờ đê này nè mọi người, nên là nó cái con cua hoặc cá nó sẽ trú ẩn ở trong đây. Là không biết đêm nay mình đi bắt có hay không ha. Sao mà nãy giờ mà An đi không thấy gì hết trơn. Mưa mới vừa hết rồi, lạnh quá mọi người ơi. Trời giờ âm u hết. Ốc nè, có ốc u vàng nữa nè. Nhưng mà ốc u vàng An sẽ không có bắt đâu. Ui, cá nó chạy theo đàn kìa. Và nè, cái đường nước về nó nhiều quá mình không có bắt cá được. Có chỉ mà cá nó lóc lên cái đường nước nhỏ thôi mình có thể bắt được thôi. Đi giờ thấy cũng hầm hình mọi người ơi. Rồi, anh sẽ kiếm trên ruộng nữa. Rồi kiếm dưới đường nước rồi kiếm trên ruộng coi nó có bò hay không. Bọn mình đi thì cũng hơi khó kiếm luôn mọi người. Ấy, ếch nhảy hả? Ốc bươu vàng có, mà ốc bươu vàng dưới quê của An nó nhỏ không à.
Ê, có một con cuốc. Mày chạy đâu cho thoát. Đây thành quả đầu tiên. Rồi gấp trong rồi mọi người. Đây thành quả đầu tiên một con cua ha mọi người. Khoan, tiếp tục sẽ đi kiếm nữa nha mọi người. Nếu mà bắt cua đêm nay mới thành quả tốt thì sáng mai mình sẽ làm một cái lẩu ha mọi người. Đời nước bên đó có con cá kìa. Con cá nó lội. Chắc là trong cam chắc mọi người không thấy đâu. Con cá gô. Con cá gô cũng khoảng 3 ngón tay của An ạ. Giờ cá chắc là hơi khó bắt. Có thể An là đi kiếm cua nha mọi người. Nhưng mà thấy cua chờ cua có thể bắt được. Bắt dễ hơn con cá. Đó, con cá nhảy à. Kìa. Đây có một cái tường gánh nước đây. Ôi, ốc bùa vàng nè mọi người. Mà ốc bùa vàng à. An cũng ít ăn nên không có bắt đâu mọi người. Đang di chuyển qua bên đây. Hôm nay gọi qua cái bề đây đó. Nếu mà con cua nó bò lên thì mình thấy là mình sẽ bắt. Tại lúa ở đây chưa cắt mọi người. Nếu mà lúa đã cắt rồi thì mình đi bắt nó dễ hơn. Trời mưa này hay mát mình á, là con này con kia nó hay ra lắm. Còn mình bắt về đêm này cũng dễ nữa. Ốc bùa vàng như cá thì có kìa. Mà cua nãy giờ mới có bắt được có một con à. Ôi lúa đã sập hết trơn rồi. Nước quá trời nước luôn. À, nói chung thì An á quay có nhiều người nói ừ có cũng quay mà không có cũng quay. Thì bây giờ á, nếu như mà có mà quay á, thì nhiều người nó nói á, thằng này nó dựng lên hiện trường này nọ, cua nó mua về thả rồi vân vân ha mọi người. Còn bây giờ mình bắt thực tế, nếu mà có mình bắt, không có mình cũng quay. Thì An đăng lên, nếu mà mọi người có thương An á, thì cho An xin một lượt đăng ký, một lượt like ha mọi người. Thì nói chung là trải nghiệm An quen thế này gọi là trải nghiệm về đêm nha mọi người. Nên mọi người cũng thương An thì đừng có buông lời cay đắng cho An, tội nghiệp An nha. Tại vì An cũng chỉ muốn là mình trải nghiệm về đêm thế nào đó. Nói chung là cũng lâu lắm mà ít có cái dịp mà An đi bắt về đêm như thế này mọi người. Tại vì mình là một người công nhân á, là cũng xa xứ về quê hương rồi đi làm xứ xa trên đô thành chánh rồi, không có mà được cơ hội trải nghiệm như thế này. Nên An đi như thế này, An quay lại là gọi là trải nghiệm rồi mời mọi người đi tham quan với An thôi. Chỉ là gọi là trải nghiệm là chính thôi. Còn nhưng bắt có nhiều thì càng tốt. Còn nếu không có thì cũng không sao. Quan trọng có cơ hội, có thời gian mà quay clip cho người xem là quý cho An rồi.
Nên là một số anh chị em những người cũng có thấy An đó là khoảng 10 ngày hoặc là 2 tuần, 3 tuần An mới có cơ hội để quay clip được, là mới đăng lên cho mọi người xem. Nên là An có cơ hội lúc nào thì An quay lúc đó. Thì mọi người cũng thông cảm giúp An ha. Chắc lẽ đi mẹ là chết rồi mọi người ơi. Lần đầu tiên An đi bắt chứ thấy tình huống này chắc có lẽ là thất thù người. Vắng tanh. Ốc bươu vàng thì nhiều mà ốc bươu vàng An ít ăn, rồi mình bắt về cũng không làm gì. Cái nghe cái ụt ta, rồi con gì cũng chui trong hang á. Ốc bươu vàng nè, đây chỉ có đúng con cua thôi, cá thì cũng có thấy mà ốc bươu vàng thì quá trời nè. Ốc bươu vàng thì khỏi nói thì rất là dễ bắt rồi. Có lẽ là cái đường nước này á là thường đi bắt cua về đây, nên bây giờ mình đi bắt lại chắc không có mọi người. Một con ếch. Rồi không gặp luôn. Vậy là thất thu rồi mọi người ơi. Rồi. An đã đi hết cái đường nước rồi mọi người. Đây xung quanh toàn là lúa không à. Đây là lúa An sẽ quay cho mọi người xem ha. Ai đường nước đây. Chào mọi người ơi. Thì An giờ đang ở giữa đồng nè. An quay chắc mọi người chắc cũng không có thấy được ngoài sau lưng của An đâu. Nên này mình nói chung đêm nay thì mình gọi là mình trải nghiệm, mình đi kiếp thử đây nha mọi người. Thì có con gì đó thì mình bắt con đó. Còn nhưng mà con ốc thì ốc bươu vàng thì quá dễ bắt rồi, nhưng mà An sẽ không bắt những con ốc bươu vàng tại vì mình không có ăn tới á, rồi mình không có dùng tới nên An cũng không có bắt. Rồi giờ hồi nãy á thì An có bắt được một con cua, thì thôi giờ đêm nay có chỉ là dính được một con cua ngoài mà rồi thôi An sẽ thả về tự nhiên cho mọi người đây. Rồi thôi An sẽ gửi về tự nhiên cho mọi người đây. Rồi giờ thì An sẽ về. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video của An ha. Coi như đêm nay mình gọi là mình đi trải nghiệm và xem ở dưới quê An thì có những con gì hay không. Có gì sai sót thì cảm ơn mọi người thông cảm cho An ha. Thì cho An xin một cái bình luận, một cái lượt đăng ký và một lượt like nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều và An xin chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.